Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang có mặt ở trên sân thượng nhà anh Bonsai Đức Huynh tại Hưng Hà, Thái Bình. Hôm nay Bà Sa Đa Huy lên sân thượng vườn anh để tham quan một số những cây bonsai anh đang chơi trên sân thượng quý vị nhé. Xin chào anh Đức Huynh nhá. Vâng, xin chào Đức Huy. Vâng ạ, em chào anh. Anh, không gian ở đây có khoảng mấy chục mét vuông như thế này? Tầm khoảng tầm 30 mét ạ. 30 mét chơi cây thôi. Không gian phố quý vị ạ. Vì cái không gian hơi hẹp nên là anh chơi chủ yếu những cây tầm trung và bonsai, đúng không anh? Vâng. Quý vị hãy đi chiêm ngưỡng và khám phá những cái cây anh đang chơi ở trong cái khuôn viên trên sân thượng của anh quý vị nhé. Đầu tiên quý vị anh sẽ chiêm ngưỡng cây si. Si này chỉ cao khoảng 20 phân thôi. Cũng được trồng ở cái chậu đá. Đây là chậu đá cổ anh nhỉ? Phôi xanh Nam Điền quý vị ơi. Già lắm quý vị ạ. Anh Huynh thì ngoài kinh doanh ra thì anh dành thời gian cho cây cảnh. Anh Huynh tạo dựng cái sân chơi này được bao nhiêu năm rồi anh Huynh ơi? Được 5 năm rồi. À, được 5 năm rồi. 2009 mình về là cũng chơi. Vâng. Chơi thế nào cũng lại bỏ bận mất một thời gian. Cây này của anh già này. Anh ạ. Cây si này mua được 3 năm. Cây này của anh rất già. Sau anh làm cái cây trắng làng hả? Vâng. Ngồi đá quý vị ạ. Và hơi rậm một chút. Hơi rậm để quý vị nhìn. Khó nhìn. Một cây này là cây rất già của anh. Ta sẽ đi ngắm những cái cây dễ quay, dễ chia sẻ của mình nhé. Đa số nó cái hàng đầm lùn, chủ yếu cây nhiều thân. Cây đây thì anh tạo dựng hết chứ? Không. Anh này có nhờ ai nào? Có một thợ. À, thợ là. Vâng. Một thợ trên Hà Nội ạ. Vâng. Thuê thợ tận Hà Nội làm cho anh. Cái này là ghép vào đây quý vị ạ. Cái này ghép lâu chưa anh? Vậy là cũng đóng ghép một vài con tử. Vâng ạ, vâng. Sau là cây có hai thân chính và có rất nhiều tử ở vùng quanh quý vị ạ. Sau này cao cũng phải tầm 70-80 phân. Phôi của anh thì phôi già quý vị ạ. Phôi già nhưng mà chủ yếu là những cây tập trung mà nhỏ thôi. Cái phôi trực này của anh già lắm quý vị này. Cái này sao anh lấy ngọn ở đây đúng không anh? Đúng rồi đấy. Ngọn ở đây. Cái kia là chỉ nuôi để... Cái này nuôi để nở cổ thôi đúng không? Bệ thân đẹp. Chốt hiện nay xây dựng là ok rồi. Chuẩn chỉ rồi. Ngọn lấy thế này cũng chuẩn rồi. Napa Sa Đa Huy đến thăm vườn anh Huynh, chia sẻ cho quý vị những cái phôi của anh. Và có lẽ là những cái dàn cây này
thì lần sau đến chia sẻ thì chắc chắn là quý vị sẽ thấy bất ngờ. Bởi vì đây là một cái cột mốc, cái kỷ niệm để sau này nhìn lại những cái cây phôi. Và sau này hoàn thiện thì chúng ta có cái thước phim làm kỷ niệm, nhìn lại những cái cây ngày trước vẫn còn đang phôi. Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy cái không gian thì tầm ba mấy mét vuông của anh thôi. Phôi mùa này thì bắt đầu khó chia sẻ rồi quý vị ạ. Bởi bắt đầu rậm thì rất là khó chia sẻ những cái phôi. Và sau đây tôi chia sẻ cho quý vị một số những cái cây của vườn anh Khuynh. Và dưới sân dưới thì anh còn cây nữa quý vị nhé. Quý vị sẽ di chuyển để ngắm tiếp những cái cây bonsai của anh Khuynh quý vị nhé. Ở đây còn một số phôi nữa quý vị này. Những cái phôi tiềm năng của anh. Và hy vọng trong cái tương lai rất gần thì anh sẽ thổi hồn vào những cái phôi này để có được cái đồ chơi cho riêng mình. Độ già thì Bonsai Huy đánh giá cao rồi. Cây như này rất già rồi. Thì những cái phôi này cần một cái lộ trình cũng phải tầm trên dưới 5 năm nữa thì mới tương đối được. Thưa quý vị, Bonsai Huy vừa gửi tới quý vị một thước phim đến thăm vườn của anh Khuynh tại Hưng Hà, Thái Bình. Và đến đây thì Bonsai Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và chào tạm biệt quý vị.